Mình là Trọng Trần loa kéo của điện máy 369. Hôm nay mình sẽ khui thùng con DBS400 xem bên trong nó như thế nào nha anh em. Đó, ở đây là mình đã bắn ốc sẵn rồi nè, thì cho anh em xem bản mạch bên trong nó sẽ như thế nào nha. Đây là bản mạch bông đỏ 400W nha anh em. Đó, như anh em thấy bản mạch này có một cuộn xí cực kỳ to luôn. Đó, và thông số của cục xí này nè, anh em thấy không? Đây, nó là bao gồm là 39V, đó là phải sắp xỉ là 400W đó nè. Đó, 19V nè, 0V nè, đó. Và đây, giới thiệu với anh em bản mạch micro không dây hai màn hình, cực kỳ được săn đón trên thị trường hiện tại bởi độ chống hú nó cực kỳ cao đó. Mà đặc biệt nữa, bản mạch này có cả luôn này, đố anh em là gì nè. Đó, đây, đó là quạt tản nhiệt nha anh em, mạch loa kéo mà có quạt tản nhiệt luôn, là cực kỳ xịn sò luôn nha. Đó, rồi cho anh em xem bên trong đây nè. Qua đây. Đó, anh em thêm nè, thấy chưa, có thanh bản mạch phân tầng đàng hoàng nha anh em, không những một con mà là hai con luôn nha. Do con loa này là loa gập, nó sẽ chia ra hai kênh là trái và phải, mỗi một con phân tầng nó sẽ chia ra một bên trái bên phải riêng biệt. Đó, bản mạch phân tầng này á, nó sẽ có tác dụng là hỗ trợ cho cái tần số, nó gọi là công suất á, của các con loa đi đúng công suất của nó, nên dẫn đến tình trạng đó là kéo dài tuổi thọ cho các con loa của anh em. Đó, đặc biệt á, bản mạch mà có phân tầng, loa cũng có phân tầng á, thì nó sẽ không bị cháy bát cháy chép. Đó, đó là hay ở chỗ đó đó. Mặc dù phân tầng á, nếu đi thẳng á, nó âm thanh nó sẽ không chênh lệch nhau, nhưng mà nó sẽ khác nhau ở chỗ là sẽ bền lâu hơn ha. Rồi, sẵn chắc tháo luôn cho anh em thấy con chép luôn quá. Đây cho anh em xem này, con chép nó sẽ như thế nào. Chép 350 nha. Đó, thấy chưa, chép 350 nó sẽ khác chép 250 á, là chép 350 nó sẽ có chỗ gài này cực kỳ là tiện gọn luôn. Đó, và điều đặc biệt phân đo biệt luôn là ba chép 350 nó sẽ có lưới, chép 250 không có lưới. Từ đời 350 trở lên là tất cả chép đều sẽ có lưới nha, để lọc âm thanh. Đó, mình dùng cục cụ từ nó cũng sẽ to hơn cục 250 nữa nè. Ở cục 350 thì nó 450 nó sẽ to hơn này chút xíu nữa, tương tự với 750 thì nó quá bự luôn rồi. 750 thì nó chỉ đa số là dành cho loa điện thôi. Đó, bên này tương tự cũng là chiếc 350 thôi. Con bass này là bass 65 từ 107, hai bass đôi 40. Đó, này là cái màu đỏ cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Bass này á, mình chắc chồng tháo cho anh em xem luôn, mà nó mất thời gian một xíu nha, là lưới nó hơi nhiều ốc. Ok, tháo xong con bass rồi anh em ơi. Đó, con bass này anh em thấy không, có một màu đỏ cực kỳ nổi bật luôn, rất là đẹp ha. Đặc biệt ở bên trong này nè, nó có đóng bật tiêu âm cho anh em luôn, thấy không? Đó, rồi mình mở con bass thôi, mở bên phải đi cho anh em xem luôn cái bình nó luôn, bình xanh. Đây, cho anh em xem bên trong con bát này nó sẽ có những gì. Cái coi 65 từ 107 nên thành ra cái củ từ rất là to luôn nha anh em. Đó, rồi cho anh em xem bên trong nè, bấm bông tiêu âm đàng hoàng luôn, anh em thấy không? Bông tiêu âm này giúp cho có tác dụng á, là sẽ lọc những âm thanh thừa thải ra nha, để sẽ tạo cho anh em một cái âm thanh gọi là sáng nhất và hay nhất có thể. Đó, và đây đặc biệt bình xanh 25A. Đó, bình này mới gọi là bình của xe đạp điện luôn anh em, cực kỳ bự luôn, nặng khoảng tầm 6,5 kg. Đó, con bình này mà chơi mà trời với cái con loa này khoảng tầm tối đa công suất được tầm 4 tiếng nha anh em, rất là trâu luôn nha. Đó,
bây giờ đa số là kéo sẽ chỉ xài mình 20 thôi đó, thì nó sẽ dẫn tới tình trạng nó rất là mau hết bệnh đó. Đặc biệt bên chồng thì bên tình bán số chín đó, chơi luôn mình xanh này luôn để phục vụ cho anh em tối đa luôn nha. Đặc biệt không biết anh em sao á, khi mà mình chơi loa kéo á là mình sẽ có ba vấn đề mình cực kỳ quan tâm, đó là đầu tiên mất sóng Bluetooth phải xa đó, nếu mất sóng nó gần quá cái đầu tiên nó bị chập chờn rất là khó chịu nha. Đó, cái thứ hai bình nó phải trâu mà đó, chơi ngoài trời mà chơi được 1-2 tiếng cái hết bình mất cục vui đúng không. Rồi cái thứ ba là micro hát phải hay đó, thì bên trọng á bị máy số chín đó đáp ứng cho anh em ba cái yêu cầu đó luôn. À, bản mạch này thì có cái can ten có thể bắt sóng hơn 50 mét mà rõ luôn nha anh em đó. Bình xanh thì như anh em mới thấy rồi, đáp ứng cho anh em chơi ngoài trời được 4-5 tiếng vô tư đó. Và còn về micro, micro đó là micro hai màn hình kháng hú tới 90% luôn nha anh em. Lâu rồi đây đó, micro hai màn hình mở cho anh em xem luôn đó, một màn hình thấy không, hai màn hình đó rất là đẹp luôn. Và micro này được làm micro UHF đàng hoàng nha, và nó hàng là hoàn toàn từ kim loại luôn đó, này gõ cho anh em nghe nè. Và đặc điểm có thể chỉnh lớn nhỏ trên cây micro này luôn đó, cực kỳ tiện lợi. Nếu mà anh em á chơi trong nhà thì để mức tầm mức 4 hoặc 5 rồi anh em đó, còn nếu anh chị chơi ngoài trời á thì anh em lại mất 7 với mình đó, thì hát bảo đảm với anh em luôn không hề hú đó. Rồi anh em nghĩ sao mà con loa này giá chỉ có 9 củ 9 đó, mà bên mình á đồng giá ship toàn quốc là đối với con loa này là 200 ngàn đó thôi đó, tổng là anh em sẽ phải chi là 10 triệu mốt để sở hữu một con loa như thế này. Và đặc biệt nếu anh em muốn độ đèn led thì anh em mà dán theo nhạc nha, anh em chi thêm 1,1 triệu đó thôi đó, là anh em sẽ sở hữu được đèn led nháy theo nhạc cực kỳ đẹp ở đây đó. Rồi anh em còn chờ gì nữa mà không chốt con loa này ngay đi ha. Tôi là Trọng Trần của điện máy 3 số 9 chuyên bán loa công suất lớn.